kính Sanji của Pháp sản xuất tầm 150 này, kính nguyên dẫn độ độ mới trên 90%, kính bọc vàng các bác nha. Câu giữa này, con chuyện vương và Sanji số 18 này. Đó, các bác nhìn kỹ là thấy này. Sanji 18 và chuyện vương logo hãng. Đây là càng phải nhá, có một chuyện vương và tên chữ ký của người mua và những năm đó. Chuôi ve còn trắng muốt nhá. Hai càng sáng bóng này. Ốc sao tinh tế này.